Xin chào quý vị và các bạn. Sau cơn mưa lớn xối xả trong đêm thì vào rạng sáng nay, một trận lũ ống đã xuất hiện dồn dập ở núi và khe suối đổ về các khu vực ở huyện Kỳ Sơn của tỉnh Nghệ An. Dòng lũ hung dữ đục ngầu cuốn theo đất đá, cây cối ầm ầm đổ về, làm nhiều nhà dân bị đổ sập, ô tô và nhiều tài sản bị cuốn trôi. Nước lũ lên quá nhanh, cuộn xiết khiến người dân tại đây không kịp di dời tài sản mà chỉ kịp chạy lên các tòa nhà cao tầng để tránh lũ. Nước lũ cũng khiến một cháu bé thiệt mạng và nhiều người bị thương. Đáng lưu ý, trong 6 giờ tới, Nghệ An và Hà Tĩnh tiếp diễn mưa vừa mưa to với lượng từ 15 đến 30mm, có nơi trên 60mm. Mưa lớn dồn dập và kéo dài đã nhiều ngày nay. Mô hình độ ẩm đất cho thấy đất đá ở các khu vực này đã gần như là bão hòa hoặc đạt trạng thái gần bão hòa trên 95%, khiến nguy cơ rất cao là sẽ xảy ra sạt lở, đặc biệt tại các huyện như là Quỳ Châu, Quế Phong, Kỳ Sơn, Con Cuông, Tương Dương, Thanh Dương của Nghệ An hay là Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang, Hà Tĩnh. Người dân sinh sống tại các khu vực này cần đặc biệt cẩn trọng. Không chỉ Bắc Trung Bộ mà trong đêm nay ngày mai, một số khu vực vẫn tiếp diễn mưa dông. Lượng mưa ở khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình, Thanh Hóa đến Quảng Bình phổ biến từ 40 đến 70mm, có nơi trên 100mm. Các khu vực còn lại ở Bắc Bộ, khu vực Trung và Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ thì có mưa với lượng từ 20 đến 40mm, có nơi trên 70mm. Do mưa nhiều trên cả nước nên nhìn chung ngày mai hầu khắp cả nước đều có thời tiết mát mẻ và dễ chịu, với mức nhiệt cao nhất ngày tại khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế chỉ khoảng 28 cho tới 31 độ. Còn với khu vực Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận và Nam Bộ, mức nhiệt là 30 đến 33 độ. Trên biển trong đêm nay và ngày mai, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh đạt cấp 6 đến cấp 7, sóng biển cao từ 1,5 đến 2,5 mét. Các khu vực khác bao gồm huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa duy trì gió trung bình, mưa dông rải rác. Bản tin thời tiết tổng hợp ngày 2 tháng 10 xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. We'll be right back.